Thưa quý vị, mở đầu là thông tin về diễn biến mới trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Sau 8 lần xét nghiệm âm tính và hoàn thành thời gian cách ly tập trung, đến khi về nhà thì một công nhân ở Quảng Ninh lại có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Cụ thể, theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân xã Bình Dương, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh, khoảng 17 giờ 30 ngày 12 tháng 3, tại trạm kiểm soát dịch COVID-19 Cầu Váng Chua, xã Bình Dương, tổ chức đón 2 công dân là F1 của các ca bệnh tại công ty Poyun về địa phương cách ly tại nhà. 2 công dân này đã cách ly tập trung tại Trung đoàn 125, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương từ ngày 29 tháng 1. Đến ngày 13 tháng 3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Bình Dương nhận được thông báo của thành phố Chí Linh, Hải Dương về kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 của một người. Người này trước đó có 8 lần nhận xét nghiệm kết quả âm tính. Hiện lực lượng chức năng tiến hành khoanh vùng phong tỏa cách ly, phun khử khuẩn khu vực cư trú của bệnh nhân. Đồng thời, đưa đi cách ly tập trung 5 người là F1, cách ly tại gia đình đối với các trường hợp F2 của bệnh nhân này. Vâng, trước đó thì cũng đã có nhiều bệnh nhân xét nghiệm đến lần thứ 5, thứ 6 mới cho ra kết quả dương tính. Các chuyên gia lý giải có thể là thời gian lấy mẫu là khi mới nhiễm virus và nồng độ virus chưa nhiều cho nên xét nghiệm PCR vẫn cho là âm tính, hoặc là lấy bệnh phẩm vào giai đoạn sau khi bệnh nhân đã khỏi bệnh, xét nghiệm PCR cũng cho ra kết quả là âm tính và do đó mới phải cách ly 14 ngày và phải làm xét nghiệm nhiều lần. Ngược lại thì cũng có nhiều bệnh nhân gặp tình trạng dương tính kéo dài, thậm chí có trường hợp là xét nghiệm tới 15 lần trong suốt 4 tháng mà vẫn dương tính. Gần đây có một ca bệnh đã âm tính và về nhà được hơn 2 tháng, nhưng mà khi bệnh nhân bị sốt vào viện xét nghiệm lại thì lại có kết quả là dương tính. Lý do tái dương tính được giải thích là do một gen của virus đã trốn vào trong tế bào bạch cầu nào đó của cơ thể và đến một thời điểm đoạn gen ấy lại lộ ra và khi xét nghiệm PCR thì nhận mặt được đoạn gen này. Nhưng thực tế thì virus đã chết, không có khả năng lây lan sang người khác.